Ui. Và sau đây chim cô gái hay xin chia sẻ với cái quý bà con nông dân và tất cả anh em thích yêu thích chăn nuôi để làm kinh tế, một mô hình rất hết sức là thực tế và hiệu quả. Kính thưa các bác và các anh chị em, đây là một cái bãi đất với cái diện tích một bề ngang khoảng 8m, bề dài khoảng 7m, đồng nghĩa với khoảng 60m2. Mình nói là khoảng thôi nhá. Thì các bạn thấy là mình đã xây tường bao xung quanh cao 1m6 và bắn lưới B40 ở bao quanh và lưới xanh để bảo vệ cho chim khỏi bay ra. Nó như một cái lồng chim avi khổng lồ. Và đây là những cái hàng bờ lô. Dưới những hàng bờ lô này là những cái rổ các bạn nhé. Đây là những cái rổ, là những cái ổ đẻ mình được để sẵn vào đây các bạn nhé. Và xung quanh luôn đây. Thì đây là những cái khu mà những cặp chim chúng sẽ tự bắt cặp, chúng sẽ tìm vào những cái ổ đó và chúng sẽ đẻ đấy. Và mình đánh dấu là gì, những cặp nào nó đã bắt cặp với nhau mình sẽ đánh dấu theo một cái quy định nào đấy đấy. Ngoài ra thì các bạn thấy là gì, ở đây chúng ta thiết kế rất là bán hoang dã. Nếu như những bản năng của những chú chim thì mưa chúng sẽ bậu ở những cái sàn như thế này và chúng sẽ ăn ở những cái máng ăn như thế này. Mình để cái máng ăn cao như thế này, một phần là nó sẽ chống chuột và nó sẽ chống ẩm thấp và chống những cái việc ảnh hưởng. Còn cái máng uống thì mình để như thế này đấy, thì con chim như thế này nó bậu đây và nó sẽ đi ra đây nó uống. Tại sao mình để như này, bởi vì nó uống như thế này thì nó sẽ không mưa gió, nó sẽ không bị đục, không bị chua thức ăn, nước uống. Và những chú chim này nó chỉ có biết đứng ở cái cầu sắt này và nó uống, chứ nó không thể ngoay cái đuôi vào để nó ỉa vào đây để cái nước uống nó bị ô nhiễm, không, nó bị không đảm bảo. Thì các bạn thấy là các bạn lên để khoảng tầm một vài cái máng như thế này trong cái diện tích của cái lồng này. Thì các bạn thấy là cái ưu điểm của cái mô hình này, các bạn nuôi với số lượng rất nhiều, với cái diện tích khoảng 60m2 này các bạn có thể nuôi với số lượng đôi chim rất là nhiều. Bởi vì những dòng chim Nhật, chim Pháp này chúng sẽ rất là gì, chúng sẽ rất thuần đẻ và chúng ta chăm sóc không phải đầu tư lồng nhiều, và chúng ta đầu tư như thế này thì chim rất là khỏe, bóng, trơn, đẹp, đề kháng cao và chi phí thấp, cũng như cái công chăm sóc là rất là ít các bạn ạ. Nếu các bạn nhìn thấy một đống lúa đằng trước kia chúng có thể là ăn, các bạn cứ huấn luyện làm sao đấy, cái lượng thức ăn để nó nuôi con là cám và lúa các bạn để ở cái khay này, con nào nuôi con tự nó sẽ lên đây nó ăn. Còn các bạn nuôi theo những bữa cho ăn theo giờ là những cái thức ăn các bạn rắc xuống nền này thì nó rất thích, nó ăn như gà luôn đấy. Thì các bạn thấy là những chú chim này hiện bây giờ đang được nuôi và đang được thiết kế trong một cái mô hình AV rất là khổng lồ, có cây, có đất, có cát và có giun, mùn giun đùn ở tại dưới đây. Thậm chí là có cả bóng điện để thắp sáng vào những cái đêm thì con chim nó sẽ không bị hoảng loạn khi mà ban đêm. Những hôm mưa bão nó sẽ tìm những cái sào như thế này nó bậu đấy, và con chim sẽ không bị ướt, không bị lạnh, không bị cảm, không bị gì cả đấy. Trong quá trình nuôi thì mình đúc rút ra một kinh nghiệm là các bạn lên làm những ô như thế này đấy. Đi sáng ra thì mình cho ăn như thế này nó cũng hơi lãng phí, nhưng không sao, bởi vì đây là cái lứa chim này mình cũng mới bắt đầu là cho ra ghép và bắt đầu xả vào môi trường mới. Và đây là máng nước, đây là cái cầu bọ bằng sắt đấy. Và các bạn thấy là trong cái gầm này thì có rất nhiều những cái ổ đẻ được trang trí đấy. Thì con chim nó sẽ tìm đến những cái khu vực của nó và nó sẽ quấn ổ và nó sẽ cặp đôi với nhau, và các bạn cho ăn như là nuôi gà luôn đấy. Đấy, những đôi này là bắt đầu nó đang cặp đôi đấy. 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 Thì con trống nó sẽ gù như vậy và con mái nó sẽ chịu con trống nào thì nó sẽ cặp đôi con trống đấy, những anh chàng và những cô nàng, đúng không ạ? Thì các bạn thân mến, thì hôm nay chim cô gái hay cũng chia sẻ rất nhiều, cô chú gái trẻ rất nhiều về đến những cái sản phẩm, đó là những chú chim vú lươi được chim cô gái cung cấp cho các bác với cái giá khoảng 400.000 đấy. Mọi chi tiết các bạn có thể liên hệ là 0335305982 để các bạn có thể giao dịch đấy. Còn tất cả những thông tin các bạn vào chim cu gái hay trên Facebook và YouTube đều có cả.
Các bạn thấy là tại sao mình không lợp kín? Bởi vì khi chúng ta lợp nghiêng như thế này, mái bờ lô nghiêng như này các bạn nhé, thì cái lưới trên này, các bạn nhìn rõ cái lưới này, tôi làm cái lưới đúng không ạ? Thì một cái bãi phân như thế này, tôi nói ví dụ đây phân này, thì trong quá trình mưa nó sẽ rửa trôi đi. Các bạn nhìn cái bề mặt bờ lô này rất là sạch đúng không ạ? Bởi vì sao? Bởi vì nó nắng thì nó sẽ khô và mưa nó sẽ trôi, và nó trôi xuống đất đây thì các bạn thấy là gì? Xin phép các bạn là tôi đang đi ủng đấy, thì là nó trôi xuống đất đây thì là cái giun ở dưới lòng đất nó sẽ ăn cái phân đó và nó sẽ đùn cái đất mới lên. Và cái đất này là các bạn thấy là rất là nhiều giun nó ở, các bạn nên nhớ, và côn trùng rất là nhiều. Một trong những cái côn trùng của những con bọ, chim cu gáy nó cũng sẽ ăn đấy. Tất nhiên nó không nhiều như là hàng ngũ cốc, lúa, ngô đấy, nhưng mà vẫn phải có để chúng ta đưa về cái con chim chúng ta nuôi nó gần gũi với thiên nhiên, gần gũi với những cái gì mà nó đang sống ở ngoài thiên nhiên các bạn nhé. Và các bạn thấy là gì? Khi cần nắng thì con chim sẽ bay ra đây và nó sẽ sưởi. Và khi gặp mưa, gặp rét thì chúng sẽ vào đây, chúng u, chúng ấp, chúng nuôi con. Và khi chơi, tán tỉnh nhau, chơi đùa thì các bạn thấy là nó ra cái khu giữa. Vậy vị trí một cái chuồng như thế này các bạn xây được và các bạn làm lưới được như này thì sau nó cố định, nó không bẻ đi bẻ lại, nên cái lưới này được rất lâu nếu như các bạn để ý đấy. Và các bạn thấy là gì, những chú chim này nó đã cặp bắt cặp đây rồi đúng không ạ? Đây là một cái cặp chim nó đã bắt cặp với nhau rồi, thì các bạn thấy là gì, chúng ta không bị, không phải dọn phân này, chúng ta không phải chữa bệnh cho chim này, chúng ta chăm sóc rất là hiệu quả. Một công một người có thể chăm sóc một bầy, một đàn chim với hàng hàng trăm con chim nuôi trong cái ô này luôn. Và chúng thấy là gì, tự chúng sẽ bắt cặp, chúng ta không phải ghép đúng không ạ? Rất là tự nhiên. Và các bạn thấy là đây là những cái cát mà mình để vào đây đấy, cát các bạn nhé, đất xốp cát đúng không ạ? Đó thì đó là những cái cát sỏi để cho chim nó sẽ tự tìm bới và nó ăn những cái khoáng và những cái mùn giun đấy. Và các bạn thấy là cái hệ thống nước thì các bạn đấy, ngoài nước ngoài trời ra chúng ta có cho uống nước sạch, và chúng ta có thể có cái vòi như thế này để chúng ta xịt rửa theo một cái quỹ đạo nào đấy, một cái lịch trình nào đấy. Thì các bạn thân mến, hôm nay thì mình cũng xin chia sẻ khá là chi tiết về cái mô hình nuôi hoang dã, nuôi bán hoang dã, nuôi bầy đàn, để cho các bạn có thể là có những cái điều kiện, có những cái đam mê để các bạn làm theo. Và đây là sự chia sẻ, mong là các bạn có thể là xem và chia sẻ, cũng như có những cái góp ý ở bên dưới sinh ra để chúng ta cùng xây dựng nên một cái tập thể những người yêu thích nuôi chim và những người làm kinh tế qua những cái chủ đề chim cảnh, chim cu gáy như thế này. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chúc các bạn có được những chú chim hay, có được những cái thời gian thật là thư thái khi ở bên những chú chim của mình. Xin cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.
gà rừng. Gà rừng thuần chủng. Gà chọi. Gà chọi. Đây là những lứa chim mà có lẽ là bán từ đến tờ dịp Tết này là vừa. Đó. Lứa chim này là lứa chim xuống ổ biết mổ lúa rồi. Ok rồi các bạn nhé. Khá là đẹp chim. Nuôi trong cái hầm này là nó không phải dọn phân. Đấy, gà rơi xuống là gà ăn luôn. Bên này là bờ tường. Bờ tường. Bên trên là mái bơ lô. Đấy. Rất là gì? Rất là kín đáo và thoáng đãng. Chim rất là khỏe. Đây là những cặp vú nuôi. Một con bố là con Nhật, con mẹ là con Pháp. Đấy, bắt đầu đang ấp trứng. Đấy, chọi. Đấy, đây này là một đôi. Đây là chim giống, chim Thái các bác nhé. Chim Thái các loại màu luôn. Thường là màu chuộng bây giờ là gọi là màu bông. Ở ngoài Bắc thì gọi là, miền Bắc gọi là hoa mơ. Nên là vân nâu trắng, hoặc là vân cà phê trắng, vân hồng hồng trắng. Đó. Đây là lứa chim Thái. Chim Thái để nuôi hậu bị sinh sản, hoặc là có thể để giống cho các bác được. Đấy. Chim Thái. Mỗi một lồng này là mình dùng cái lồng bồ câu mà treo cách mặt đất khoảng 1 mét, không phải dọn phân. Đấy. Và cho ăn theo kiểu đúng giờ và có mái che rất là thoáng. Đấy. Nuôi này là nuôi không phải dọn phân, rất là hoang dã. Đấy. Và trên này thì hàn rào mình chống trộm, chống mèo. Đấy. Có cả chó để đuổi mèo đuổi rắn. Đây là những em vú nuôi là bắt đầu đẻ bói rồi, chuẩn bị cho vào có thể là sinh sản. Đấy, bắt đầu đẻ bói rồi. Đây là nhà em vú nuôi các bạn nhé. Đây là những em là được 3 tháng tuổi, 4 tháng tuổi, bắt đầu khép khép cườm. Đây là những em chim Thái, nhưng mà Thái trắng tinh. Thái trắng tinh các bạn nhé. Chim Thái và chim Pháp nó khác nhau hoàn toàn. Chim Thái thì cũng là trắng như mắt đen, còn chim Pháp là cũng là trắng tinh nhưng mà mắt đỏ. Báo cáo với các bác là như vậy để các bác phân biệt. Những các bác thân mến, những kênh Chim Cu Gáy Hay ở trên Facebook và YouTube thì luôn chia sẻ tất cả những cái chủ đề và tất cả những cái hình ảnh, những khoảnh khắc của chim cu gáy. Ui. Thì đây là cái mô hình mà mình hàn đó. Để nó cái sàn lồng này thì các bạn thấy là nó cách mặt đất đúng 1m2, và trên này mỗi một ô này thì mình nuôi khoảng 6 đến 8 con, và trên có mái bạt tre. Thì các bạn có thể thấy là ở đây thì chúng ta chỉ cần một cái xà sắt và một vài cái cọc, rất là chi phí rất thấp đúng không ạ. Dưới nền này thì có thể là gì, gà nó sẽ nhặt những cái đồ ăn rơi vãi. Đây là những chú, như đây là những chú gà ngỗng, rồi những cái hàng gia cầm. Chúng ta nuôi như này gọi là nuôi hoang dã và không phải dọn phân. Các bạn thấy chim rất là khỏe.
chim rất là khỏe. Đấy. Chim rất là khỏe luôn. Và các bạn nhìn xà lồng này, không có một hạt phân nào mắc lại cả. Đấy. Nước uống đây. Đấy các bạn thấy. Nước uống đây. Chúng ta đi tay chúng ta bố vào đây và kéo cửa lên, chúng ta chăm sóc rất là gì? Tiện dụng. Đấy. Các bạn có thể thấy đây là những chú chim rất là gì? Đẹp. Đấy. Bóng sáng. Tôi có thể kéo một cái cửa lên để cho các bạn nhìn. Tại sao đồng chí Thao chim cú gáy hay Ba Vì được nhiều người quan tâm, được nhiều người quý mến, một phần là cũng chia sẻ rất là chân thành. Đấy, các bạn thấy không? Trên sàn lồng gần như sạch tinh. Và những cái lồng này đơn giản nhất, các bạn chỉ bỏ ra 2 mét vuông bạt là xong. Lưu nhớ các bạn là các bạn lên cho ăn cầu bậu là bằng tre nhá. Nó không lạnh chân chim. Và cầu bậu nó lên khoảng tầm như thế này. Con chim bậu rất là ok luôn. Đấy, hoặc to hơn một chút. To hơn một chút như bên này. Bên này. Đấy. Đấy. Bậu vừa vòng chân đúng không? Thì các bạn thấy là chim rất là khỏe, rất là đẹp. Đấy. Đây là những chú chim là bắt đầu là đẻ bói, bắt đầu sinh sản nhá. Mình có thể bán cho các bạn với cái mức giá dao động từ 400.000. Đó. Bắt đầu đẻ trứng rồi. Mình có những con đẻ nhưng mình chưa cho ghép để cho nó già mái một tí. Đấy. Đấy, các bạn thấy là chim rất khỏe mạnh luôn. Rất bóng trơn sáng bởi vì nó có độ thoáng các bạn, có nắng có gió. Đấy, các bạn thấy không? Các bạn chỉ đầu tư thế này là các bạn vạch nên các bạn che. Đấy, không có gì cả. Cây quả vẫn bình thường ở đây. Đấy. Động vật đầy đủ những con vật, những con chó này là những chú bảo vệ rất tốt cho mình. Như các bạn thấy, đây là những đôi chim Pháp, chim Nhật có vệt đen ở cổ đây. Dòng chim này thì kính thưa với các bạn là bây giờ thì nó là cái nhu cầu nuôi thay nuôi gà các bạn nhé, dành cho các bạn lông, các bác nông dân. Cũng xin chia sẻ luôn một cái chủ đề rất là mới, bởi vì các bạn thấy là các bạn nuôi những cái đôi này thì gần như là nó, các bạn mua một cái lồng lồng bồ câu có hai vách ngăn với kích thước như thế này, trên thị trường giá khoảng 100 đến 120, tùy vào chất lượng, tùy vào vùng mà cái chỗ của các bạn mua. Các bạn chi phí khoảng 100 đến 120 và được hai cái lồng, đồng nghĩa với một cái lồng nó có thể là từ 50 đến 60 nghìn mà các bạn dùng trong vòng khoảng 4 năm, 5 năm. Đấy, có thể hơn. Nếu như các bạn không để dính nước mưa gì, hoặc các bạn để trong nhà. Và cái mô hình này các bạn nuôi thì nó là mô hình nuôi chim thịt. Tất nhiên mình không nuôi chim thịt, mình vẫn chia sẻ. Bởi vì các bạn có thể biết là nó thay như bồ câu. Đấy, mỗi một tháng là chúng ta có một lứa. Và giá bán cho một lứa da vàng bây giờ cũng dao động từ 100 đến 101, 120. Đấy, vậy chi phí hết có khoảng 30.000. Đấy, thì các bạn có thể nhìn thấy được khoảng 8 đến 90.000 là lãi suất cho một đôi. Và nếu như vậy thì các bạn nuôi với số lượng nhiều. 300 đôi, 500 đôi mà các bạn không bao giờ phải lo đến đầu ra, bởi vì thị trường và chim thịt thì bây giờ rất là hot, bởi vì giống chim này nó ăn lúa, nó tạo ra những cái dinh dưỡng hết sức an toàn cho sức khỏe con người. Nó không như nếu như các bạn cho ăn lúa thì chim rất là thơm thịt nhé, các bạn chỉ thấy là chim rất là thơm thịt. Và các nhà hàng luôn luôn đánh ô tô đến tận nhà để mua cho các bạn. Đấy, tôi khẳng định một điều là các bạn nuôi chim sẽ hiệu quả hơn nuôi gà, nuôi lợn. Đấy, chia sẻ với các bạn là như vậy nhé. Nếu các bạn nào có nhu cầu tư vấn thêm, hoặc là mua chim giống, hoặc là tư vấn về nuôi chim thì mình cũng sẽ hỗ trợ. Tất nhiên bên mình thì chủ yếu là ra chim, là chim chơi, chim kiểng, chim cảnh. Đấy, mình dùng những chú vu nuôi này không phải để thịt, mà mình chỉ bán giống cho các bạn để các bạn nuôi thịt. Hoặc là mình dùng những chú vu nuôi này để mình nuôi ấp ra những chú chim non như thế này để mình bán cho các bạn. Đấy, non như thế nào các bạn có thể thấy. Đây là những cái mô hình nuôi bán hoang dã. Đây là chòi gác chim các bạn nhé. Một mô hình, một cái chòi gác chim rất là ok luôn. Đấy. Và xin thưa các bạn, đây là những chú chim giống mình sẽ bán cho các bạn, giá một vài trăm nghìn, tùy theo giống giọng yêu cầu của các bạn. Mỗi một ngăn này mình sẽ nuôi 5 đến 6 con. Đấy là ngăn hai vách đấy. Các bạn thấy là những chú chim này khá là đẹp,
chưa có cườm, nó dao động khoảng 1 tháng rưỡi đến 2 tháng tuổi nha các bạn nhé. Giai đoạn này nó ăn lúa thành thạo rồi, ăn lúa thành thạo rồi thì mình mới chuyển cho các bạn nhé. Đấy. Đấy. Những cái dòng này là cùng tông bố mẹ. Đấy. Mình sẽ biết được đâu là con chim đực, đâu là con chim cái. Và nếu như các bạn có yêu cầu lấy một đôi chính thống thì mình sẽ gửi cho bạn một đôi chính thống. Và nếu như các bạn yêu cầu ghép chéo thì mình sẽ ghép sẵn cho các bạn. Đây là những chú gà. Đấy. Luôn là những chú gà được nuôi để tận dụng những cái nguồn thức ăn rơi vãi khi mà trang trại chim của mình được phát triển. Đấy. Cây, cối. Đấy. Bóng điện. Camera. Đấy. Đây là những cái ô chuồng để mình nuôi, nuôi giống phục vụ cho các bạn. Đây là những đấy. Thì các bạn thân mến, tại sao mình lại để một con chim có cườm ở trong này? Bởi vì đây là những con chim, nó sẽ là những cái đàn anh đàn chị, nó sẽ hướng dẫn cho những con chim này biết tìm thức ăn, biết mổ và biết gì, biết có cuộc sống độc lập riêng. Thì dùng cô chị để dìu dắt cô em. Đấy là một cái bài mà bản thân mình rút trong quá trình nhiều năm nuôi chim cô gái sinh sản và cung cấp giống cho bà con. Đặc biệt là các bạn, nếu như các bạn, một công thức tôi mới gợi mở cho các bạn là tôi có thể bán cho các bạn một cặp chim vú nuôi đấy, với giá khoảng trên dưới 400.000. Đó, tùy vào thời điểm, tùy vào cái độ thuần thục, đúng không ạ? Tùy vào độ trẻ trung đấy, mái già, mái tơ, đúng không? Mái hậu bị. Tôi sẽ bán cho các bạn 400.000 mà các bạn một đôi vú nuôi. Và sau đó tôi sẽ bán cho các bạn một cặp trứng chim cu gáy ta như thế này, có phôi. Và các bạn chỉ cần bỏ cái trứng chim cu vú nuôi đi, có nghĩa là trứng chú chim xám, chim trắng nhật đó, mà các bạn thả cái đôi chim trứng chim cu ta đen mà tôi chuyển cho các bạn đó, thì các bạn sẽ có được một đôi chim giống đấy, đúng vĩ nghĩa là một đôi nguyên bản. Và sau 6 đến 8 tháng khoảng đó thì các bạn sẽ trở thành một cặp chim bố mẹ. Và các bạn không phải nuôi chim, mua ngay chim bố mẹ, các bạn tự tay mình tạo lên một bộ chim, một giống chim cho các bạn. Và các bạn nuôi như vậy thì cái nền tảng những cặp chim bố mẹ mà các bạn tạo ra như vậy, nó là chim, không phải là chim rừng, nó là chim non, thì nó sẽ có hiệu suất sinh sản rất cao. Bởi vì các bạn úp được chim rừng, các bạn mua trên thị trường có thể một vài trăm nghìn, các bạn một con mái, một con trống mà các bạn ghép lại, thì các bạn có thể tạo ra một đôi chim, nhưng mà cái tỷ lệ sinh sản, hiệu suất sinh sản trong một năm không cao. Đấy, thậm chí không đẻ được đôi nào. Bởi vì sao? Bởi vì theo cái quán tính tự nhiên, chúng ở ngoài thiên nhiên chúng có thể đẻ được 2 nứa đến 3 nứa đấy, một năm. Và có cái nguồn thức ăn, rồi cái tập tính, cái quá trình sinh lý, tất cả nó đã trở thành thói quen từ ngoài thiên nhiên rồi. Còn nếu như các bạn gột từ những đôi chim non như thế này lên, nếu các bạn không bón được, tôi có thể bón đến lúc biết ăn, tôi sẽ gửi cho các bạn. Và đó là những đôi chim non là gì? Nên khách, búng cánh, theo tay người, rung cánh, có cái độ thuần thục. Thì các bạn sẽ tạo thành một cặp chim bố mẹ, vừa là chim khách, vừa là chim sinh sản. Và sản phẩm của các bạn ra là những đôi chim non, có thể các bạn gây thành những đôi chim bố mẹ tiếp theo, hoặc các bạn có thể biếu cho tặng người thân, đúng không? Và có những người có thể là còn bán với cái giá trị kinh tế cao hơn hẳn so với các bạn nuôi chi, nuôi những con vật khác. Đấy, đấy là một cái điều mà mình chia sẻ với các bạn như vậy. Đây, mình có thể dí sát một chút để các bạn nhìn thấy những đôi chim giống đạt đến mức độ như thế nào. To đúng không ạ? Chưa có cườm một chút nào nhưng nó đã rất là to. Đấy. Đấy. Ok. Đấy, thì hôm nay cũng là rỗi rỗi một chút, mình xuống vườn trang trại. Hiện giờ mình đang có 3 cơ sở. Đấy, và trên cái kênh của mình thì trang website là chimcugáy2.com và chimcugáy2bavihanoi. Đấy là hai website của mình. Còn ngoài ra kênh Zalo thì các bạn có thể kết nối là 033 5305 982 cũng như số điện thoại của mình. Ngoài ra mình dùng thêm một số điện thoại là 0989 177 982. Còn Facebook và YouTube thì các bạn chỉ cần gõ một cái cụm từ quen thuộc mà nhiều người biết đến là chim cu gáy hay viết liền không dấu, thì các bạn sẽ có thể tìm thấy cái tài khoản trên YouTube và Facebook của mình để giao lưu và kết bạn. Xin giới thiệu một các bác, đây là chú Vàng Bện, một chú chó hết sức là có giá trị đối với mình về mặt bảo vệ của cải và những chú chim của mình.
Ở trang trại mình thì luôn luôn có những cái lồng như thế này được bố trí rải rác quanh quanh trang trại, và nếu như có động đậy rắn, mèo, chuột, thậm chí là những đối tượng có thể xâm nhập thì đó là những chú bảo vệ rất là ok. Đấy, ngoài ra tối đến thì mình sẽ thả một em chạy dọc đây, và có những âm thanh được ghi lại qua camera, qua ghi âm sẽ báo ngược lại đến khu quản lý của mình, thì có biến động gì mình sẽ nhìn qua camera và mình có thể phát hiện được những cái sự thay đổi, hoặc có mình có cái chủ động để bảo vệ cái trang trại chim của mình. Đấy, và ngoài ra thì có thể là những hôm mùa hè, hoặc là có thể những cái dịp các bạn có thể là gây dựng luôn một cái chòi. Đây là gọi là cái chòi gác chim các bạn nhé. Đấy, các bạn thấy là có đầy đủ đấy, điện wifi rồi, và các bạn có thể là gác tại đây đúng không ạ? Yêu sao tiếng gáy chim cu, gầy đà bến nước lời ru của bầm. Vườn chim cu gáy miền Bắc Vũ Văn Thao tại Ba Vì, Hà Nội xin kính chào quý khách. Chúng tôi chuyên cung cấp giống chim cu gáy mang ngỗng, phấn hồng, âm giọng, bộ mã được tuyển chọn rất kỹ càng. Ngoài ra chúng tôi cung cấp các loại chim cảnh như chim đa đa, trẻ than, chào mào, chim khuyên. Bên cạnh đó, chúng tôi cung cấp các sản phẩm từ quê hương núi Tản Ba Vì, con giống đà điểu, cây chanh tứ quý và phân bò sữa ủ men vi sinh. Website chimcugaihay.com, hoặc bạn có thể tìm kiếm chim cu gáy hay trên YouTube và Facebook. Hotline 01635 305 982 0989 177 982. Với phương châm bảo vệ uy tín, giữ chọn niềm tin, xin trân trọng cảm ơn.